Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý thiện hữu tri thức và nam nữ Phật tử, được sự cho phép của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Ban văn hóa và Ban thông tin truyền thông Phật giáo tỉnh Tiền Giang tiến hành viết lại lịch sử các ngôi tự viện trong toàn tỉnh. Và hôm nay, Ban biên tập tiến hành tác nghiệp tại ngôi chùa đầu tiên, đó là chùa Phước Ân, tọa lạc tại ấp An Lợi, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, do Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Ủy viên Thường trực Ban trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cái Bè làm trụ trì. Và sau đây, xin trân trọng kính mời chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý nam nữ Phật tử đến với ngôi chùa Phước Ân. Nam Mô A Di Đà Phật. Nằm khép mình hiền hòa bên dòng kênh nhỏ, thuộc một trong những chi nhánh của sông Tiền, dòng sông đã góp phần tạo nên vùng sông nước Cửu Long, cuộn sóng đã đi vào lịch sử thơ ca của dân tộc. Chùa Phước Ân tọa lạc tại ấp An Lợi, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Chùa được hình thành cách đây gần 200 năm, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, ngôi chùa vẫn tồn tại và phát triển cùng quê hương Cái Bè thân thương. Theo tài liệu ghi lại, cuối thế kỷ 18, năm 1880, tại vùng sông nước phù sa này, có tính chủ là bà Nguyễn Thị Họa, cũng là người địa phương đã phát tâm hiến đất cất chùa. Mục đích của bà lập chùa trước là để cho những người trong gia đình tu tập và có nơi thờ tự trang nghiêm sau khi quá vãng. Thứ nữa, bà cũng muốn có nơi để người dân quanh vùng sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng lễ bái. Ban đầu khi thành lập, chùa được xây dựng toàn bộ bằng vách ván, cột cây theo kiến trúc của nhà lớn vùng Nam Bộ. Phần chánh điện mái lợp ngói, nhà tổ và nhà bếp được lợp lá đơn sơ. Sau khi xây dựng xong, bà Họa đến thỉnh Hòa Thượng Thích Viên Huệ về chủ trì và phụng sự Tam Bảo, hướng dẫn Phật tử quanh vùng tu tập. Từ đó chùa được lấy hiệu là Phước Ân Tự. Hòa Thượng Viên Huệ trụ trì chùa Phước Ân cho đến ngày 27 tháng 6 năm Kỷ Sửu, năm 1889 thì viên tịch. Kế thừa Hòa Thượng Thích Viên Huệ chủ trì chùa Phước Ân là Hòa Thượng Thích Phước Hỏa. Trong thời gian này, Hòa Thượng Phước Hỏa đã trùng tu lần thứ nhất. Lần này, phần vách của chánh điện được xây lại bằng gạch đúc. Mái chùa vẫn được lợp bằng mái ngói. Ngày 14 tháng 11 năm Đinh Mùi, Hòa Thượng Thích Phước Hỏa viên tịch. Kế tiếp, đời thứ ba trụ trì chùa Phước Ân là Hòa Thượng Thích Hoàng Nhơn, mà nhân dân thường gọi là ông Tám. Giai đoạn này, ngôi chánh điện được trùng tu lần thứ hai. Vách chùa được tô lại, cột đúc, mái ngói. Ngày 18 tháng 5 năm Mậu Tình, năm 1988, Hòa Thượng Thích Hoàng Nhơn viên tịch. Đại Đức Thích Bổn Đức tiếp tục kế vị, trụ trì chùa Phước Ân và cho lót lại ngôi chánh điện bằng gạch bông. Phần bếp được lợp lại bằng tôn. Tuy vậy, cảnh quan trong chùa lúc này vẫn còn nhiều nét hoang sơ, vẫn chưa được tu bổ. Nhân duyên hội đủ, ngày 19 tháng 9 năm Ất Dậu, năm 2005, Đại Đức Thích Thiện Lưu được ban đại diện Giáo hội Phật giáo huyện Cái Bè, nay là Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cái Bè, đề xuất qua cơ quan ban ngành hữu quan, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, ra quyết định bổ nhiệm chủ trì chùa Phước Ân cho đến ngày nay. Tháng 12 âm lịch năm 2010, nhận thấy ngôi chùa đã xuống cấp và không đủ không gian cho Phật tử về tu tập, Thượng tọa Thích Thiện Lưu đã cho khởi công trùng tu lại toàn bộ công trình chùa Phước Ân lần thứ ba, gồm các hạng mục như sau: ngôi chánh điện, nhà hậu tổ, cổng tam quan, đài quan âm, tăng xá, khách đường, nhà bếp, vân vân. Đến cuối tháng 11 âm lịch năm 2013 thì hoàn thành. Ngày nay Phật tử lui tới lễ bái tu tập và học giáo lý rất đông. Ngày mùng 1 và 16 hàng tháng, chùa có mở khóa tu bát quan trai cho Phật tử. Mỗi khóa tu có khoảng 150 Phật tử tham dự. Chùa Phước Ân đã được Ủy ban Nhân dân huyện Cái Bè công nhận là cơ sở thờ tự văn hóa vào ngày 12 tháng 11 năm 2009. Ngày 17-18 tháng 5 hàng năm, Thượng tọa Thích Thiện Lưu và Phật tử đạo tràng chùa Phước Ân đều trang nghiêm tổ chức lễ hy kỵ cố Hòa Thượng Thích Hoàng Nhân viên và chư Hòa Thượng tiền bối đã dày công kiến tạo ngôi phạm phủ này. Ban biên tập lịch sử tự viện tỉnh Tiền Giang xin giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni, Phật tử và đồng bào gần xa. Nam Mô A Di Đà Phật.